cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thanh Nga 1989, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy. Trước đó, trưa 16 tháng 10, Đỗ Thị Thanh Nga đến một siêu thị trên địa bàn quận Cầu Giấy để mua sắm. Tại đây, đối tượng phát hiện một chiếc túi màu vàng trong xe đẩy hàng của siêu thị, khi thấy không có người để ý ả đã lấy chiếc túi mang vào phòng thử đồ. Kiểm tra bên trong túi có hai phong bì đựng nhiều đô la Mỹ khoảng 18.500 đô la Mỹ, Nga đã nhét vào túi áo rồi bỏ lại chiếc túi xách có điện thoại và giấy tờ của nạn nhân. Phát hiện bị mất chiếc túi xách, chị Cha Giao huyện quốc tịch Hàn Quốc đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 6 ngày truy tìm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã xác định và tiến hành bắt giữ đối tượng gây án là Đỗ Thị Thanh Nga. Tại cơ quan công an, Nga đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Đối tượng khai nhận, khi mang tiền về nhà đã nói với chồng là nhặt được phong bì tiền ở siêu thị, rồi cả hai mang số ngoại tệ này đi bán lại được 438 triệu đồng. Từ số tiền trộm cắp nói trên, Nga đã đi mua một chiếc xe máy Honda Lead với giá 38,3 triệu đồng. Số tiền còn lại đã mang đi mua trả góp một căn nhà tại khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy. Theo hồ sơ, Nga từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù tháng 7 năm 2019. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.